Đây là chương trình 32 đơn, điều khiển 32 đơn, hai nút nhấn, có một nút nhấn on và một nút nhấn off. Khi nhấn on á, thì chương trình sẽ chuyển qua trạng thái kế tiếp khi trạng thái hiện tại đã chạy phía chạy xong. Nhấn off thì sẽ dừng. Ở đây là có một tiếng chờ. Chương trình chính thì ta có các hiệu ứng cho 32S nhờ sáng 2W và sáng khi nhấn on lần thứ nhất thì 2W sẽ sáng 16W. Khi qua thứ hai là sáng chớp tắt và sáng tức là sáng tắt LED xen kẽ. Và sáng từ hai phía vào giữa, sáng từ ngoài vào trong, và sáng sau đó là sáng từ trong ra ngoài. Kế tiếp là tắt từ trong ra ngoài, và tiếp theo đó là tắt từ ngoài vào trong. Nó sáng dồn trái sang phải. Phải sang trái và tắt tắt dần cái trái sang phải và phải sang trái. Xe chương trình, xe ra chạy thử chương trình. Sáng 2W. Sáng chớp tắt. Rồi sáng xen kẽ, sáng cửa. Sáng xen kẽ các bác. Và sáng từ ngoài vào trong. Nó tắt, đây là tắt tắt từ trong ra ngoài. Là tắt từ ngoài vào trong. Hiệu ứng chạy còn về môn 32 đơn thì ta có một cái phần là đây có hai nút nhấn red báo của các nút nhấn này. Ở đây biết biết 18F4550 đây là 2IC chia 2IC74HC573 có các đầu ra. Đây các đầu vào của 2IC là sẽ được nối vào các chân RD2 với RD7 của biết 18F4550 và chân ra của con 74HC573 này sẽ được nối với bộ với 32S đơn đây này, ta nối rồi. Đây có cái IC chạy mã cho khi sẽ quét cho ba các cái đơn IC74HC595 qua trở và hết này được nối xuống mắt à.